Ok, hello anh em. Ngồi chả có việc gì là tôi livestream thêm tí. Hôm qua chơi con này chặt chém vẫn chưa đã tay lắm. Hôm nay phải vào chơi tiếp xem như nào. Nếu với anh em nào mà chưa biết thì con này là Shadow Warrior nhá. Game chặt chém theo kiểu Doom ấy. Mới ra mắt cách đây 2 ngày thôi. Game này thì anh em có thể mua trên Steam với giá khoảng 30 mấy đô ấy, hoặc là anh em phải đao bản crack trên mạng nhá. Bản crack trên mạng có rồi. Game thì nó yêu cầu RAM anh em có khoảng tầm 8GB. Min là 8GB nhá. Các màn hình thì khoảng 750p trở lên thôi là chơi được rồi. CPU thì tốt nhất là i5. Ok, bây giờ đi nhận nhiệm vụ thôi. Qua trên đoạn nào với nhỉ? Quên mẹ mất. Vào đây nhận nhiệm vụ của ông ấy đúng không? Nhận nhiệm vụ của ông Smith đéo gì. Đâu nhỉ? Quên mẹ đường. What the hell? Ơ, chỗ nào nhỉ? Mẹ, trong chỗ này rộng thế. Ở đây, chỗ lão già kia đây rồi. Đây rồi, nhiệm vụ đã. Cái này là lấy cái gì? The cure is coming along nicely, but it needs more time. Cure là cái hiểu là cái. In the meantime. Do you think you could thuốc help me with something? Thuốc chữa does bệnh it involve moving a piano or coming to an open mic night? It does not. Then I'm in. Ok, nhiệm vụ của mình đây. Lấy một số cái đéo thì lúc là cái gì ấy. Nằm ở phía tây của Calamity. Phần thưởng là 15.000 tiền. Ok. Game này thì nói chung là mình cứ nhận nhiệm vụ rồi đi thôi. Khá là đơn giản. Xe ô tô của mình đâu nhỉ? Không, của mẹ xe ô tô mình đâu rồi? Chỉ đến đây à? Đây có cái gì? Giường ngủ. Quên mẹ mới làm gì rồi. Kiếm ô tô ở đâu nhỉ? À đây, ấn Y. Mission đây đúng không? Đây rồi. Phải ấn vào đây, xong bấm start. Ô tổ sư. Rồi, đi thôi. Anh em sorry cái. Tôi tối hôm qua vừa chơi xong nhưng mà tính tôi nhanh quên. Thành ra mẹ cứ chơi tí là quên mẹ mất. Đéo biết làm gì tiếp theo. Đúng rồi, ấn Y để tele. Sorry, sorry, sorry. Anh em xem bị giật không? Hôm nay tôi thấy có một cái vui là anh em comment được. Không đến nỗi như hôm trước. Mấy hôm trước là không comment được. Đấy rồi. Rồi rồi. Cheater. Đi đéo đâu bây giờ? Well, they weren't refining fuel out here. No wonder they blew them. Đây là có một cái đường chỉ mình đến đây đây. Tôi om to see chẳng nhìn thấy cái đéo gì. Cái gì đây? Ấy già. Chém nó cho anh. Ủa, đứt. Hai thằng đứt.
nào đi lên đây rồi. Ơi, rơi chết rồi. Đấy, để ý cái rơi ngay. Anh em mà xem mà bị giật thì xem lại mạng nhá. Đi đường nào sang bên này bây giờ? À đây. Nói chung là livestream ở trên Face thì nếu mà anh em nào mà mạng cùi thì xác định luôn là sẽ rất là giật. Mạng ngon ngon một tí thì chơi ngon được. Đây còn vũ khí này chưa dùng. Đi sai đường rồi sao nhỉ? Đi đường bên này mới đúng chứ. Đây phải đi qua cái cầu này. Gì đây? Ngáo này. Đông thế. Ninja đéo gì kinh đấy. Ủa. Cái ninja. Sau lưng có cái đéo gì? Mày vào đây. Ngáo này. Chặt bằng cái này thôi. Chém thế mà đéo chết. Hay chù mà. Con rời này. Nát người cho con. Tên sư mày. Nào nhỉ? Nó sao được bên kia rồi? Lạc mẹ đường. Thỏ à? Thỏ này. Ở đây có câu ở dưới này. Ok, đây rồi. Game này tìm đường rất khổ. Làm nào qua được cái cửa này rồi? Đúng rồi, phải tìm cái chìa khóa rồi. À kia rồi, nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Chìa khóa ở bên này cầu. Ơ, đây à? Chìa khóa đơn giản vậy. I'd heard people do this out in the wild. Ngon rồi, nhét chìa khóa rồi. Động thổ sao được?
Trong này làm gì có nút độn thổ? Từ đã, từ tìm cái chỗ đi đã. Đây rồi. Mở khóa ra. Chuẩn rồi. Thằng nào ra đây? Đây rồi. Láo này kiếm khí đâu? Sổ rồi. Đây là kiếm khí vạn dự. Đó đó. Hỏa diện đao chứ. Hỏa diện đao của Kim Ma Chí. Mày láo này. Sổ rồi. Chết rồi đấy. Chết rồi đấy. C là cái gì nhỉ? Ủa, bắn cái gì? Trên kia cơ. Tìm đến trên này rồi. Từ đã, cái gì đây? Thỏ, ôi thỏ đang chịch nhau. Vãi cả cứt. Mẹ cái game khốn nạn vãi. Thỏ đang nằm chịch nhau với đau tôi. Thật nằm có thể có cái trái tim hiện lên. Hóa ra là thỏ chịch nhau. Mẹ. Game khốn nạn thật. Mình luôn đéo được chịch. Hai con thỏ trong game vẫn chịch nhau với đau. Đây là sao bên này bây giờ? Thỏ chịch nhau trái tim bay mầm mầm. Đây chắc đi sang bên này rồi. Hai con đang đuổi mình ấy. Đó đi này. Được sọc gan đâu rồi? Tên này chết sọc gan. Ok, đường đây rồi. Tôi biết rồi, minimap nó chỉ đường đây, tôi biết rồi. Lúc nãy nó không chỉ, bây giờ nó mới có cái chấm đen đen nó chỉ cho mình, lúc nãy nó có đéo đâu. Ủa, cái gì đây? Ai đây? Máu này vô nước hả con? Đừng thế. Xuống đéo đông này. Đừng lắm. Ra đấy. Ra đâu rồi? Thằng ninja này. Thằng ninja này. Bố láo này. Bố láo này. Con này có thể ra được. Chết chết rồi đây. Ngon rồi. Cái gì đấy?
bắn đấy. Con lượn, con lượn. Đây là cái gì? I'll just take this. À, lấy được đồ rồi. Ngon quá. Xong rồi, lấy được đồ rồi, lấy được đồ mang về cho thằng kia rồi. Nhiều anh em vẫn hỏi game Mobi á. Thôi, teleport về nhà đã. Đây con xe ô tô của mình đây. Sao bây giờ có mấy thằng da đen đứng ở, à mấy thằng áo đen đứng ở đây nhỉ? Nãy có thấy đéo đâu. Chúng mình vẫn thích chơi kiếm nhật này nhất. Chém con này vẫn sướng. Ok, đã lấy được đồ. I found your pals in the forest. Ủa, trên tường nhiều vũ khí không? What about them? Trên tường nhiều kiếm nhìn trông ngon vãi. Thế mình đéo biết nhỉ? What did you expect on the frontier? Ok, làm tiếp nhiệm vụ khác rồi. Hey, I've been meaning to ask you about these swords. Yes. You say you made these? These are Tamagotchi steel. Đang hỏi lão kia về việc rèn cái vũ khí này ra. Tamagotchi steel blades. Mình không lấy được mấy cái kiếm này nhỉ? Thêm được một cái kỹ năng X kìa. Kỹ năng X là có chức năng gì nhỉ? Không hiểu lắm. Hết mẹ mana rồi. Tôi xem mà nâng cấp được cái gì không đã. Damage này, cộng 7% nè. Tăng cho cái này lên đi. Explosive armor này. Cộng cho khẩu này đây. Tôi chả biết đéo cái khẩu nào kệ mẹ. Cứ chơi bừa. Damage too small. Rồi, mất thời gian. Bây giờ như nào nhỉ? Nhiệm vụ đây đúng không? Đánh nhau cho sướng nhá. Rồi, đi thôi. Teleport rồi. Thực ra mỗi cái vũ khí của mình nó chỉ cho 3 cái slot thôi. Chỉ có 3 slot để ép ngọc thôi. Chứ còn nếu mà nó có nhiều slot thì tôi đã cộng hết vào mấy cái slot đấy. Nhưng mà chỉ có mỗi 3 slot thôi. Nên có khi mình phải lựa chọn đấy. Lựa chọn nên ép cái ngọc gì vào. Ok. Ninja Scroll Part 1. Ủa, cái chỗ nào nhìn kinh không? Đéo gì nhìn kinh này. Ok, thôi đi thôi. Kệ mẹ chúng nó. Ôi, thôi kệ mấy thằng này, nó chơi. Đuổi cho tao à? Cái kia chùm mới sao nhỉ? Mày láo này.
Cái là chùm nhện à? Cái đái. Ninja này. Ninja này. Đông này. Ở đâu nhở? Ở đây con rồi. Con rồi. Nhện gì luôn. Come here, you pussies. Lại đéo có chìa khóa rồi. Cái này nói chung là tôi thấy chơi hay hơn Doom rất là nhiều. Doom chơi cảm giác nó hơi nhàm, mà trò này chơi không thấy nhàm lắm. Chặt chém sướng hơn. Doom mới chỉ có súng thôi. Trong này mẹ kiếm kiếc rồi súng xiếc, mà đồ họa nhìn nó cũng bắt mắt hơn. Giấu gì cái. Uầy. Hold yourself together, man. Uầy. Tụi anh ơi. Từ đã. Máu đã. Chỉ gì với tao à? Bật chén hơi nó mới. Xong chưa? Có một con trên kia kìa. Ủa, độn thổ này. Láo này. Ok. Cái con này tự nổ à? Cái con tự phát nổ kinh chứ. Anh cứt. Chùm đây rồi. Kiếm khí đâu? Chém kiếm khí ở phía nó. Nó là con nàng tiên cá à? Đéo gì này. Đồng thế. Từ ngay chị ơi. Ôi chạy. Hết mẹ máu rồi. Vừa có thêm skill để tăng rồi. Ok, tăng xong rồi.
Mấy cái skill này tôi không biết là bật như nào nhỉ. Dụng mấy cái sting này, chả hiểu đéo. Như là skill passive hay là như nào. Game này là game chém trái cây á. À, mày vào đây, mày vào đây, mày vào đây. Mess with the ball, you get the way. Ở đây mình đi nhầm mẹ đường rồi, chìa khóa ở đây cơ mà. Góc dưới có cách dùng á? Đâu? Ờ đúng rồi, W cộng ấy này, W cộng chuột bên phải. Đúng rồi. Ok ok ok. A phải hoặc là D phải, từ từ đã. Ờ đúng rồi, đây đây đây. Đúng rồi đúng rồi. À đấy, đúng rồi. Đây này. Kill đấy, chém vãi đái không. Rồi rồi rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, rồi. Từ bật sang cái này xem skill này là cái gì. Ấn X khi mà kẻ thù ở gần, ấn X. Ok, mình tăng này. Rồi, thank you, mẹ chơi game chả biết chơi đéo. Tôi đang để Ultra hết đấy. Thực ra game này nó cũng không nặng lắm đâu mà anh em chỉ cần thỏa mãn RAM của nó 8GB thôi là anh em sẽ chơi được. Tôi để 2 với cả Ultra. Tôi chẳng nhớ đấy mà tôi để max hết. Đường đéo nào nhỉ? À đây rồi. Anh em yên tâm, tôi chơi live thế này là clip thế này là để mẹ có gì cần hỏi là có anh em trả lời ngay chứ. Có gì bí là cứ hỏi anh em là sao. Đấy, thế nó mới hay. Từ xem nào. Ui mẹ chú mày đông lắm. Đái sao đông này. Ui. Ôi, tụi em ơi. Bob fucking die, you ugly son of a bitch. Ngon rồi. Từ từ đã, đến chỗ này đã. Dùng thử skill phát. Xoay ngang một cái luôn. Mấy cái này làm gì nhỉ? Yasuo á? À, lại có chùm này rồi. Cái skill chém like xung quanh bá phết.
Đây là cái gì? Ví tiền à? Wow, they really did a number on this place. Looters gonna loot. At least. Ngon à? Mỗi tội chưa có tiền mua cung. Đáng lẽ là tôi phải về xem mà nhà có đủ tiền mua cung chưa. Mua cung chơi cho sướng. Đúng rồi, từ từ vào đây xem chỗ cái thằng nó bán đồ ở đâu nhỉ. Đây đúng không? Thằng này bán cung đây đúng không? Tớ xem đủ tiền mua chưa đã. Đây rồi, đủ tiền rồi. Ngon quá. Có cung ở đấy. Ok, bây giờ thử lắp cung xem như nào đã. Bỏ cái này đi. Cung đây rồi. Ok. Upgrade lên cho nó phát đã. Damage tăng. Úi giời. Damage tăng. Damage tăng rồi. Con cung này damage kinh phết đấy, 103 đấy. Mẹ, gần con này gần như cung này gần như là bằng mẹ, mạnh gần nhất rồi. Kém mỗi cái này thôi. Rồi. Ngon rồi. Đấy. Có con cung này bắn xa cho sướng. I'm afraid there's okay, not much left đang bị cướp ở đâu. Chưa? Any luck finding the looters? One of my students contact. Ok, nhiệm vụ này đã. Ngon rồi, đi thôi. Cung đam 200 á? Sao tôi nhìn thì đéo ra hơn 100 nhỉ? Mua mũi tên á? Quên mẹ mất không mua mũi tên rồi. Đây từ từ phải xem lại xem con cung như thế nào đã. Đam là 190. Còn con này là mạnh nhất mẹ ơi. Con này đam mạnh nhất thật. Xong đến con kiếm này, con Razor Black này. Là 190, được đấy. Mẹ vừa bắn xa đam vừa khủng này thì chơi đéo được. Từ từ ra đây xem có mấy con rời đây. Ủa cái gì đấy? Mẹ xác người chết à? Thấy cái đái máu me. Bắn nào nhở? Bắn nút đéo nào? Không thấy nút bắn, nút đéo nhỉ? Mình giết mấy thằng này đã. Bắn như nào nhỉ? À đây, còn phải lên cung nữa. Rồi.
Rồi. Phải kéo cung đã thì mới bắn được tổ sư nó. Tên đang cầm ở tay đây lại bảo có tên đâu mà bắn. Đây, từ từ kéo cung đã. Xoạt, một phát chết luôn. Mày ra đây. Mày ra đây. Từ đã. Sống quá. Not the obvious thing I've killed today. Gì đây, vếu à? Vãi cả cứt. Ây à. Ôi vếu. Từ từ đã, nhìn cái đã. Ủa. Mẹ đồ vếu thâm xì. Hành láo. Hành láo. Tao nhìn rõ rồi mày chết đi. Quái trong này nhìn sexy thật. Cái gì đấy? Cả Yazuka này. Đết. Mày. Ủa, cái gì đấy? Mày tưởng ta không biết chém kiếm khí ạ. Feels good. Đồng biết rồi. Mày bắn đông hả con? Đâu á? Con rời này. Killing you guys is wrong. I don't want to be right. Đi đâu nhỉ? Xuống dưới này rồi. Đúng rồi. Từ từ, có mấy con rời ở trên này đúng không? Ấy, mẹ đồng lắm. Một phát. Hai phát. Mày láo rồi, còn đỡ. Trời ơi, còn biết đỡ. Đừng thế. Yeah!
rồi. Thằng nào đây? Looks like this is in your mind. Ai đây? Hey kid. Lo Wang, I'm so happy you're here. That makes one of us. Cứu nó à? What happened? I am ashamed to say that I failed. Ok rồi, đi về đó. Ở đây hồi máu quên mất. Ok, thằng kia tôi hồi máu phát đã. Hết mẹ mana rồi. Vào đấy là đầy luôn ammo đấy, đầy luôn đạn đấy. Có mấy cái cột ở đấy là mình đi vào đấy là mình đầy luôn tất cả đạn luôn. Chuẩn bị đánh chùm rồi. Chùm mới này, tổ sư mày. Chùm này. Ôi nó đỡ. Dễ thế thôi hả? Ok rồi, quay về giải thoát cho thằng kia. Giết thằng này chỉ để lấy cái chìa khóa thôi. Về mở cửa cho thằng bị nhốt lúc nãy. It's not whiskey, but it'll do. Ok, xuống đây. Cứu con rời này khổ vãi. Thằng nào đây? Thằng nào đây? Thế mày lão này. Making you dead makes me feel so alive. Mày cứ sốc gan mà táng thôi.
ra đi con. Ireo, come in. Yes, Master Wang? I found your lost sheep. Ah, excellent. Được chưa? Ký ốt thằng này rồi đúng không? Thôi về nhà thôi. Gần nhà tôi đang có cái đám cưới, mẹ nhạc bật to vãi. Anh em có nghe tiếng nhạc không? Tôi chả biết là bài đéo luôn. My student told me everything you did, Lo Wang. Ok, có skill mới rồi. Chi bass. Được đấy, tăng này được đấy. Đây còn tăng được cái này cơ mà. Kindler Stick. Ok, chiều nay chúng ta chơi cam 1 đến đây thôi nhá. Thôi nghỉ rồi. Chơi bắn một tí. Ô, cái gì này? Sao con này vẫn nằm đây này? Mẹ dãy ruộng mẹ cứt. Lúc nào cởi quần áo nhỉ? Mày láo này. Chết chạy mày đi. Dùng kiếm nó đéo cắt được quần áo. Chán vãi. Mẹ máu me bắn đây. Mẹ cái game này máu me nhìn kinh không? Mẹ nhìn qua cứ tưởng em mày đến tháng. Ok, hôm nay chúng ta ngừng ca ở đây nhá. Tối nay có gì tôi sẽ chơi tiếp game khác. Ok, rất cảm ơn anh em đã theo dõi nhá. Tôi nhắc lại game mà tôi đang chơi là Shadow Warrior 2. Anh em có thể mua trên Steam hoặc là download bản crack cũng được. Game thì yêu cầu RAM tối thiểu là 8GB nhá. Cặp màn hình thì khoảng 750T trở lên. CPU thì tốt nhất là i5. Ok, rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye, see you again nhá.